Hello anh em, đã quay trở lại với kênh của mình Biker. Thì hôm nay là lại một chiếc CBR250RR, mà chiếc xe có thể nói là anh em đặt ở bên mình nhiều nhất, mà chiếc xe hiếm nhất. Tại vì mỗi khi mà muốn lấy chiếc xe này về là phải kiếm rất là mệt. Và mà cái xe mà đi ít thì nó cũng rất là hiếm nữa, thì nó hơi khó. Cho nên lần khó phải quay clip cho anh em xem. Và đặc biệt xe này có nhiều đồ chơi rất là đã. Ok, giờ cho anh em ngắm xe. Bữa nay là rất là sáng sớm luôn, 8 giờ sáng là anh em mình đã chuẩn bị lấy xe đúng không? 8 giờ sáng là anh em mình đã qua lấy xe. Thì ở đây bây giờ có chủ xe luôn, đã làm xong giấy tờ mua bán hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ quay sơ sơ qua mình nói trước hả? Em vô chơi. Thì con xe này có phải nói là nhiều đồ chơi đúng không? Yeah. Mình đếm cũng có nhiều đúng không? Cái đầu tiên vô đây, vô cái phần đầu trước là mình thấy gì trước? Cái kính chắn gió, rồi ống titan, cái rồi chắn kính chiếu hậu, rồi carbon về trước, rồi ốp dưới nữa. Anh em thấy nhiều chưa? Nè, để nói là kính chắn gió nè ha, ốp titan, rồi cây bát, kính chiếu hậu nè, CNC. Đúng rồi, cái này là CNC, cái này là nhôm tiện đúng không? Nhôm cắt gì đó, nhôm cắt CNC. Ở đây là carbon nè, để bảo vệ đầu đèn của mình. Còn ở đây là cũng carbon luôn. Lên một dàn carbon như đây là anh em thấy bao nhiêu tiền rồi? Cứ nhiêu đây thôi, dàn đầu thôi nha. Mình nói đi dàn đầu thôi nha. Rồi. Đi sơ sơ vô trong nữa chút xíu là có bảo vệ các nước, thấy chưa? Bảo vệ các nước đó. Rồi đi qua giữa đây nữa thì có chống đổ. Rồi đi vô đây thì có kính gù đó. Thì đi lên đây lại có miếng dán carbon bảo vệ phần bàn thờ, nó gọi là bàn thờ đó. Ở đây carbon bảo vệ nắp bình xăng và bảo vệ cái bình xăng đó. Rồi tiếp nữa ở đây, nãy giờ nói cũng hơi mỏi miệng luôn á, nội nói đồ chơi không mỏi miệng luôn. Ở đây là miếng dán bảo vệ đó. Rồi thì titan không nói rồi, titan là nó theo từ đầu đến cuối luôn, thấy chưa? Từ đầu đến cuối ốp titan. Rồi xuống đây tới cái phần này, đây miếng carbon bự này là cũng dữ dằn lắm á. Anh em có thể định giá được cái miếng carbon này không? Chứ giờ nhiều xe quá mình nhớ không nổi giá. Dạ. Cứ mỗi xe mỗi nhớ, như em nhớ không? Em nhớ không? Thì theo em biết thì nó cũng tầm mấy triệu á, một miếng này thôi. Anh nghĩ tầm 4 triệu mấy hả? Đúng rồi, đó, 4 triệu mấy, 5 triệu á. Rồi ở đây xuống đây một cộng sên rất là xịn. Sên này anh quên tên bà nó rồi, nhưng mà sên này là anh nhớ 2 triệu mấy nè, 2 triệu 3 tới 2 triệu rưỡi. Cộng sên này mới thay luôn nè, anh em thấy không? Ốc còn sáng chân luôn. Anh em thấy chưa, ốc còn sáng chân luôn đó. Rồi chưa có nói titan. Rồi qua đây một cái cây bô hàng real, 9 triệu rưỡi nha anh em. Cây bô này 9 triệu rưỡi. Rồi mình sơ sơ xuống cái mông xe thì có bát biển số đúc gầm đó.
nói nãy giờ cũng hơi nhiều luôn á, nói đồ chơi không mà cũng gần chắc 10 phút clip của anh luôn rồi. Rồi tiếp theo ở đây là bảo vệ carbon để chống chạy, khi mà mình ngã xuống á thì nó chạy cái này, hoặc là mình dắt xe vô bãi dưới xe á, thì nó sẽ chạy cái này. Ừ đó, rồi rồi vậy là xong rồi đó. Thì bây giờ đề máy cho anh em nghe tiếng bô, cây bô 9,5 triệu thôi. Chưa? Sao? Thấy sao? Nói chung là con này là ok từ đầu tới cuối luôn rồi đó. Rồi thì bây giờ anh em tụi mình á sẽ tiến hành về Vinh nó để sang tên. Để sang tên đó thì cái xe nào nó còn cái gì thì mình đưa hết cái đó. Đó như đây đó là không có thiếu cái gì hết. Nói chung là còn cái gì là anh đưa đó chứ anh không giữ lại làm gì hết đó. Đó đồ riêu thì xe nào nó lên đồ nào thì để nguyên đồ đó, đúng không? Còn xe này đa số anh thấy là lên đồ riêu nhiều. Dạ đúng rồi. Lên đồ xịn nhiều thì mình mua lại mình hưởng lợi thôi. Dạ đúng. Hưởng lợi thôi. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ về Vin xe và đi sang tên. Rồi có vấn đề gì nói anh em không? Thì cái này thì mình thích từ lâu rồi mà chưa có điều kiện, mà thấy gặp anh Minh trên YouTube rồi TikTok này nọ thì cũng mến nên qua chơi hỏi thăm anh, rồi có nhờ anh kiếm giùm con xe. Con này thì hơn ý từ đầu tới cuối rồi. Xe Vin là đã đẹp rồi mà xe hên thôi, may mắn thôi, tùy anh em mà, chứ đâu phải là lúc nào cũng có con xe này đâu. Tùy thì anh kêu qua là cái em lụm liền luôn. Dạ em lụm liền 1 phút 30 giây tại vì nó quá đẹp không còn gì. Quên nói cái odor của nó là 5,000. Đúng rồi, có 5,000 nói chung là con này là gần như mới luôn rồi á, mới cáo luôn. Nói nha, con này đẹp nhất từ xưa giờ luôn rồi, đẹp nhất trong mấy cái con của anh. Đúng rồi, đẹp là về cái phần đồ chơi á, lên ok. Đúng rồi, lên kiểu như là kiểu có tiền á, lên đủ thứ, lên cái nào nó ra cái đó, lên toàn những cái đồ gọi là carbon với lại bô. Xe 100 mấy chục triệu mà lên cây bô 9-10 triệu là thấy cũng ok rồi đó. Thấy là ổn, thấy là dữ ăn rồi đó. Chứ vài bữa mà ổng mà ổng mà chơi xe mà cỡ 1 tỷ ổng lên cây bô 300 triệu có. Đúng rồi, nói chung là chơi này là hoàn hảo trên xuống dưới rồi. Nói chung đồ chơi của mình thì mình lên mình chơi thôi. Đó, mình lên mình thưởng thức xe mình chơi. Mà con này để chân cũng đẹp nữa, carbon rồi nhìn nó sáng xe. Rồi bây giờ tranh thủ về Vin. Rồi thôi. Rồi chào tạm biệt anh em luôn nha. Cảm ơn anh em đã thời gian qua đã xem clip của Minh Biker và ủng hộ cho Minh rất là nhiều. Đó thì con xe này là 3 chế độ lái Sport, Sport cộng lại Comfort. Rồi quá tuyệt vời. Quay phần đầu là con này đẹp nhất là phần đầu đúng không? Dạ đúng rồi. Phần đầu lại cái đuôi. Cái đuôi vỏ không sót cái gai nào luôn nha anh em. Tùy thôi. Hình như mình lâu không? Hình như hơn tháng chứ. Đúng rồi, hơn ấy, gần 2 tháng chứ không phải ít đâu. Gần 2 tháng mới tìm ra con xe này chứ không phải ít đâu. Cho nên nói anh em á, cái tiền của anh em á, anh em có mua xe không mua xe thì cái tiền của anh em nó vẫn còn. Nó vẫn còn một cục đó. Thì mình đợi đi, mình đợi có xe ngon thì mình lấy. Với lại hôm bữa anh kêu em qua, anh cũng đâu ép em lấy xe đúng không? Dạ đúng rồi. Qua coi, thích thì mới lấy, không thích thì thôi, đợi con khác. Có nhiều anh em vậy đó, anh rất là ưu tiên cho anh em thôi. Tại vì đó là tiền của mình có sự được quyền sự lựa chọn. Đó, rồi vậy thôi, nhắn nhủ với anh em như vậy. Rồi cảm ơn anh em nha, nhớ bấm like và subscribe kênh nữa nha anh em. Chứ dạo này anh em coi không anh em quên bấm like, subscribe á. Rồi, chào tạm biệt.